Hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của Sĩ Jet. Chắc mình bán Dashi đi nếu cần. Và mình có một cái thẻ tăng sao, mình ghét chơi tăng sao lắm anh em ơi, vì mình toàn có hết pin à. Còn bao nhiêu phần trăm pin nhỉ? Check pin phát anh em ơi. 20%. Đây không sao đâu. Chắc là nốt trận xong rồi mình cũng nghỉ. Nốt trận này. À không có gì rồi, thế thôi mình sẽ gặp lại em sau chuỗi thua nhá. Mình sẽ lấy cái pin ra mình sạc pin phát. Okay. A few moments later. Thôi anh em, đây là mình sau chuỗi thua. Và mình đang cắm sạc. Đang cắm sạc rồi. Xem trận này đánh gì được anh em ơi. Đánh gì bây giờ? Ba bạn cung này, một bạn, hai bạn thú này. Thua một trận được không? The boy is mine. I can't wait to try and dare you. I will be your eternal torment. Here comes the X-Men. Có một cái giáp gai này mình đang hơi cân nhắc để mình đánh đánh thú anh em ơi. Xiên. Ôi ngon. Cứu mình một đống máu ấy. Nhưng mà cứu mình một đống máu xong thì bạn này lại thua đậm quá nên là hai bạn này thua đậm quá nên cho mình mất cái đáy bảng xếp hạng rồi. Thế thì hơi nhiều đối thủ quá nhỉ. Xong rồi mình sẽ bỏ con này luôn nhá. Chắc là mình đánh cung hoặc đánh thú gì thôi. Dễ là vậy. Dễ là vậy anh em. Đại này thì tí nữa mình sẽ... The boy is mine. I can't wait to try him. Master of the secret martial. It's Van Helsing time. The fragrance of romance is truly intoxicating. Xin để chắc là đánh thú anh em ơi, hoặc đánh cung này. Cung được không nhỉ? Có một ngọc đại. Ra. Thế là mình thấy cái giáp bảo mệnh này cũng được, xem hai đối thủ cũng ngon mà. Con này có cái quái gì mà nó trâu ấy. Phải view thường con view quỷ rồi anh em. Ai view cần đâu. Chỉ hai con này luôn. Ây, con Van Hell giữ lại được. Nice. Sao anh em ơi, chúng ta sẽ chuyển sang chiến thuật khác. You play this game instead. Check thương. Không ai có thương, à một bạn thương đấy. Bắt con này đi. The boy is mine. I can't wait to try him. Gì bạn nhờ mà hơi chị mẹ bà. Mới đang hơi nghiêng về đánh thú một tí. Chờ một con Vera rồi mình cho con Vera vào cầm máu. Vera đồ này cầm được máu mà anh em, ba đồ này. Có ngọc đại thì nữa mình ném cho Crest. Bởi lẽ là giáp một mệnh cũng được nhỉ. Hai đồ thủ vẫn ngon.
sợ tí nữa không răng không ra đồ. Trời, Nga Trang ngắt chuỗi thua ở đây rồi anh em ơi. Thua ngắt đây rồi. Không sao, ngắt chuỗi thắng kia cũng ngon. Good for both, good for both. Ây da, anh em. Anh em biết hot meta là gì rồi đấy. Bảy hai máu và cầm cầm máu anh em ơi. Ta sẽ chuyển sang bài này nhé. Bài QC cầm máu nhé. Và con QC này nó tu len đứng đây đúng không? QC đứng giữa. Này, phần trang này QC cầm được này. Quên đấy. Ờ, hai này bỏ này. Bỏ 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 bỏ. Một phát roll, một gì. Theo đi một phát nữa được đấy. Một hàng rào tập hợp. Đứng yên. Ai à. Chuỗi thắng 2. Cố gắng lên. Cố gắng lên Long. Không được rồi. Không sao anh em ơi. Không sao hết. Queen Chana. Queen Chana. Queen Chana. Ba thú. Hai con thú này vào đây. Một con thú này sang đáy bên này. Con này sang đáy bên này. Long đứng đây. Cruci đứng đây. Đó. Shall I compare thee to a summer's day? Quyết định sai lầm anh em ơi, lẽ là chúng ta nên lấy cái không sao, chúng ta đã ném một cho Quest, một cho Malok thôi. Nhưng mà lẽ chúng ta nên lấy cái ấy anh em ơi. Cái gì đấy quên mất tên rồi. Lẽ ra chúng ta nên lấy cái không nhớ tên. Viết điểm nổ 3 chấm. Cái giáp hộ mệnh anh em ơi. Hai trận chơi được hắc ám nhỉ, nếu mà ra một bộ 40 mana nữa chơi hắc ám nhá. Hắc ám. Ám. Cũng được hắc ám được, bán thần thì bỏ. Na có còn 12 con. Chết rồi. Cái này bị trùng nội tạ ấy. Ai quên mất, quên mất. Trời ơi, chơi game bao lâu rồi mà vẫn quên. Trùng nội tại. Cho con này đi. Cho con này làm việc đây anh em ơi. Con này mở va phát nó chôn luôn. Ờ, cũng hay, chôn hết cái góc kia lại. Chôn hết góc kia lại. Mày cẩn thận đấy, mày cẩn thận đấy. Đúng không? 150, đúng rồi, trốn hết góc này lại anh em ơi. Đây, đường góc này. Nó trốn sang bên phải nữa thì chịu ấy. Chắc không trốn, không trốn ngáo ngáo như thế đâu. Hát trận này mình sẽ đánh thên anh em ơi. Ngọc đại đánh cho thên được. Ngọc đại đánh cho teo thì không không hợp lý lắm, mình đánh cho thên được. Nào xem mang đuôi mùa này có lao được không nào. Mình không dám cho này vào thay đó vì con cái ngọc đại mình nó không biết ném cho ai. Mày chôn cẩn thận. Được. Chôn quả được. Đánh giá là cũng biết chôn. Cũng không không chôn chôn linh lắm. Ê chôn mùa này là ờ thôi cũng được. Ê mà con mang đuôi nó chôn kiểu gì nhỉ? Nó chôn là chôn chọn mục tiêu thế nào nhỉ? Đau ấy. Manu chôn mục tiêu kiểu gì? Check phát nhá anh em nhá. Sau 0.5 giây, Manu tạo ra một vùng giam. Không biết là chôn ai luôn. Chịu rồi.
Ok đấy. Đằng sao đúng không? Thên à? Làm chuyện thên ba đúng không nhỉ? Ma lúc ba nhiều rồi. Thên ba hơi ít, nào có cho bỏ nhá. Ôi nào có không ai lấy gì à? Ui bỏ hồi hơi tiếc ấy. Ôi trốn gì đấy bạn ơi, bạn ơi. Không được, không được, không được. Anh em ơi, không được, không được, không được. Con bò này phải phải chôn cất cẩn thận, chôn nó ra chỗ khác ngay anh em ơi. Để nó chôn nữa nó làm phản đấy anh em ơi. Không được, không được, không được, không được. Không được, không được là không được. Đi ngay, cút ra ngay. Thêm một tên nữa thì mình thêm con ma lốc cũng được anh em ơi. Ma lốc nó cầm hai cái đồ con floor kia cũng ok này. Con thêm mà ngon. Thêm đập lên thêm hai luôn, không sợ luôn. Thêm đúng quý giá luôn, tư liệu quý giá. Red nộ đẹp quá nhỉ, đấy. Phải có Red từ đầu phải ngon. Đó mình không, à, không kích được pháp sư, quên. Còn Vio bắn đau thế. Kích pháo thủ anh em ơi. Mấy con Vio trận này dạo này thấy mấy con Vio rất là lỗi. Đang rất là khủng bố. Cái gì nhở, bắt mình đánh à? Không đánh anh em ơi, không đánh đâu, không đánh đâu, em còn muốn học bài. Hay mình chơi con này nhỉ, con này để thêm pháp sư không? Cái pháp sư mình con này cũng được, nó có không nên lấy ấy. Trên nó có được không nhỉ? Đang chơi hắc ám Omen Nakoth cuồng chiến chưa? Thôi đừng 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 nghĩ ai ý tưởng nữa. Theo mình là đừng nghĩ ai ý tưởng nữa. Ta không nên nghĩ ai ý tưởng anh em ơi. Ta nên ngừng suy nghĩ. Em đâu? Malok đứng góc này được, Crab đứng đây. Fennec đứng đây. Con này không có choi. Thôi mà lớp 2 rồi. Mà chơi chơi mắc ám nữa lại phải chơi ấy à? Chơi bốn thú à? Ba ma tộc cộng thêm thôi nhỉ? Nếu mà ra Nakoth 2 thì mình chơi. Ok không? Wow, bình tĩnh bình tĩnh, đang hơi bị lú, bình tĩnh. Ma tộc chưa cho vào được nhá, mình cho bỏ PC đi này, lấy hai ma tộc, ba ma tộc là sẽ là 6, hai con này với con này là 8, ok đúng rồi, vừa đủ luôn. Nhưng mà thế tí mình phải cần thêm một con ấy anh em ơi, cần thêm một con rồng. Tại vì mình không đánh từ từ nhá, để mình xem mình nghĩ sao nhé.
Ê, ma tộc Narcos đúng không? Narcos đúng không? Quét cho Narcos đúng không? Quy sĩ, thường quy sĩ pháp sư à? Cái này đúng không? Thế này đúng không nhỉ? Thì bây giờ nhá, giả sử mình đánh 4 thú này. Narcos là 5 này. Omen là 6 này. Vonkat là 7. Malok là 8. Cái thêm một con cùng chí là 9, một con thê là 10. Chơi được cùng chiến anh em ơi, không chơi rồng cũng được. Rồng có 5 con, đã chơi cùng chiến nhá. Thê là 10, chữ giữ con thê. Của con teo chơi 6 thú. Uy tín đấy chứ. Kịp. À, con này không cần mua nữa này. Ma lốc giữ lại này. Không cần mua nữa anh em. Đúng không? Bây giờ tí nữa anh thêm con teo xong này. Hai con thú này bỏ này. Teo này xong rồi thay một con cắt. Thay con này này. Thay một con cùng chiến nữa vào con quy si. Và con thêm vào thay con teo. Vừa đủ. Anh em ơi vừa đủ. Thẻ tăng sao có. Có thể đăng sao, tiếng mình ném cho Narcos 3, cái gì 3 cũng được, cùng chiến 3 cũng được, Omen 3 cũng được, tùy. Làm gì cũng được em ơi. Khá nhiều lựa chọn đấy chứ. Má đừng bảo con Alip mà nó giết được mình nhé. À. Nhưng mà mình tính đúng đấy nhỉ. Có gì sai không? Đấy là không tìm đến lại một lần cho anh này. Bốn thú này. Thêm một con Malok. Thêm một con Vonkat. Sáu con. Thêm con Narcos là 7. Thêm con Omen là 8. Thêm một con cùng chiến là 9. Thêm con Thê là 10. Vừa đủ. Bốn cùng chiến. Đỡ. Why not? Đúng không? Teo này tí nữa là cho vào cầm máu này. À mình còn chưa cho con hắc ám kia vào. Ừ, thiếu con hắc ám. Quên quên quên. Thế thì bỏ con Chrissy đi rồi. Con Chrissy bỏ đi rồi. Không giữ lại được. Chrissy bỏ đi. Teo bỏ đi. Teo bỏ đi, tốn tiền anh em ơi, tốn tiền Teo. Cần thì mình thêm một con thêm một Omen này vào này. Em đồ gì đó. Luôn không? Luôn anh em ơi. Không không chờ nữa. I can't wait no more. I can't wait no more, no more, no more. Về ra cũng được. Ok thể đáng sao đúng không? Thên. Tí mình cho con cát thay con này này. Con thên thay con này này. Và một con cùng chiến nữa. Là thêm một con sót, một sót tướng cùng chiến nữa. Mua một con cùng chiến nhé, mua một con cùng chiến em. Ma lốc ăn choáng, Narcos còn chơi được. Có cái hắc ám này, Narcos ma tộc nữa này. Anh em ơi đánh sáng mai. Cùng chiến nhé, chúng ta cần thêm một cái cùng chiến. Cứu nhân cùng chiến. Chúng ta còn đang chờ một con Narcos 3 và một con Malok 3 nữa. Dự là sẽ có một trong hai đấy. Cùng chiến hay một con. Con cát được có đồ nhá. Con cát có đồ. Sách thánh. Hai cái đồ này chắc con bán đi. Đồ thủ, liêu thủ nhỉ. Liêu thủ đi. Tạo phòng mận. Ném cho ai, ném tặng con này đi. Tướng đâu ta? Ê rồng. Không cần rồng. Nào có khó lên 3 bán luôn anh em ơi.
phê này đau thế. Red nộ đẹp này, Vera ulti sống lại được này. Bạn này vẫn còn sống à? Bạn này, bạn này còn sống à? Sống được không vậy? Mình cũng có thể năng sao nhé, mình có thể đập lên thiên 2 và Volcat 2 cũng được, khả năng đập con Volcat 2. Ai? Bình tĩnh. Chưa được anh em ơi, pha sao. Phúc cái tiền quên mất. Cùng chiến này phải giữ lại này. Bán đi. Pha sau anh em ơi, pha sau. Má buồn cười. Mình chưa có con cát nữa. Má sao thương cứ bắt tự xuống dưới đáy nhỉ? Má con mình chết xử luôn. Mặc thể thắng sao không biết đánh cho ai đây. Thường đánh. Vội quá anh em ơi, vội quá. Nó có ulti được này. Hai phát, ulti được hai phát, thêm bổ một phát không? Còn giáp của mệnh. Ma lốc nhảy được một phát, quét nộ được, thêm bổ được, ma lốc nhảy được một phát nữa. Chết hai. Đánh thường. Nhảy luôn. Ok, nhảy chết hết rồi. Roll nhẹ. Có lấy. Cùng chiến không cần lên đâu. Đây. Bán luôn anh em, không cần. Này bán này. VC này bán được đúng không? Cho mình thêm con cùng chiến. Ừ đúng rồi. Đây. Xong rồi thêm 3 bạn này. Chuẩn chưa anh em? 4 cùng chiến, thú nhân, ma tộc. Rồi. Đúng rồi. Không thiếu gì rồi. Tăng sao chứ mình ném cho Volcat thôi nhá. Thẻ vàng thì không ra là không ra được cái ấy đúng không? Không ra được cái không ra được tăng ấy đúng không? Tự tin nhá. Tự tin vào lời của anh em Vio Mách bảo nhá, không ra cái ấy thật. Lên 2. Đắp cho con Volcat rồi anh em ơi. Volcat. Nacot có con gì chui vào con Nacot này, cho con Nacot này chắc chắn nó xuống được không? Này bắt con này. Thêm bổ truy hồn. Truy hồn cho Nacot à? Mình muốn cái đồ này có thêm cho con Nacot nữa này nhưng mà ui, có mỗi bạn này. Ê, pha này mình bị đèo mặt ngang. Thôi đi rồi anh em ơi, bạn ấy không kịp nhìn. Quả đấy mình có thể mình bình tĩnh một chút, mình check cái nhà bạn ấy rồi mình xem xét đánh nào được mà. Quá.
Ở đấy mình đang nghĩ xem ném truy hồn để cho ai, ném cho Malok cũng được, Malok nhảy được thì ngon. Không có choi. Teo bắn ngang chịu. Teo bắn ngang Nakot mình phải phải đúng đúng góc, là góc bên đáy bên này thì mới không bị. Thì xuống nó bắt con Teo. Bắt được con Teo. Chém chém chém, bắt con Teo. Chắc thắng được. Ôi, vậy thôi, mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn thích clip trên thì like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok. Và kích nhiều hệ phép. Thế vậy thôi, bye bye. Peace out.